Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Những năm qua, sự quan tâm của nhà nước làm cho diện mạo Lý Sơn từng ngày được thay da đổi thịt, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Đặc biệt kể từ khi có điện lưới quốc gia vào cuối năm 2014, hòn đảo này đã bứt phá đi lên mọi mặt. Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay, người dân trên huyện đảo lại được đón một mùa xuân ngập tràn hạnh phúc. Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân. Thời gian này, những con tàu vận tải tuyến Lý Sơn, Sa Kỳ đi lại như con thoi trên biển. Số lượng hàng hóa vận chuyển ra đảo tăng vọt so với ngày thường và đa dạng về chủng loại. Nhiều nhất vẫn là hàng tiêu dùng, thiết bị điện tử, điện lạnh, gia dụng. Điều này cho thấy đời sống của người dân trên đảo đã khởi sắc sau hơn một năm có điện lưới quốc gia. Có điện thì nó phải mát hơn. Đầu kia có khách du lịch rồi ra rồi thấy nó cũng niềm vui hơn. Hồi kia thì cũng như mình đồng quê đồng ái rồi đó, không có điện được đó. Thì nó đâu có niềm vui được vậy. Giờ nó tăng khá nhiều lên. Trước đây, người dân trên đảo chỉ được sử dụng điện 6 tiếng đồng hồ một ngày, chủ yếu dùng để thắp sáng, còn việc sản xuất thì sử dụng bằng máy diesel. Vừa tốn kém chi phí nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Từ khi có điện, máy móc phục vụ sản xuất thủy hải sản, nông nghiệp, dịch vụ đóng mới, sửa chữa tàu thuyền được thay thế toàn bộ bằng thiết bị điện cơ. Năng lực sản xuất, hiệu quả kinh tế tăng gấp đôi, giải phóng sức lao động cho người dân trên đảo. Là chưa có điện rồi mới ít lắm, sơ à, là một năm chừng cỡ 50 chiếc, 100 chiếc rồi đấy, mà từ ngày 2014 tới giờ, 15 tới 14 tới giờ là lòm nó có điện rồi, cái lòm nó đông hơn bây giờ rồi, có thể thay một năm chừng cỡ 200 chiếc. Lý Sơn hôm nay đã có một khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao và hàng trăm nhà nghỉ, nhà phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Cùng với đó là hệ thống điện đường, trường trạm được xây dựng, nâng cấp cơ bản, khang trang phục vụ cho nhu cầu đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đời sống của nhân dân trên quê hương Hải đội Hoàng Sa ngày càng khởi sắc. Và đời sống của người dân trên đảo từ khi có điện cũng đã có nhiều cái khởi sắc, cả về tinh thần lẫn vật chất. Về kinh tế thì kinh tế biển đảo thì người dân cũng đã áp dụng các khoa học kỹ thuật để đưa vào sản xuất đánh bắt trên biển, và đối với nông nghiệp trồng trọt thì người dân cũng áp dụng cái khoa học kỹ thuật để sử dụng cái nguồn điện và để tăng năng suất cây trồng và sản lượng cây tỏi. Mùa xuân đã về trên đảo Lý Sơn, những chuyến tàu chở Tết ra đảo đã cập bến an toàn trong thời tiết se lạnh. Ánh điện đã sưởi ấm những người con dân đất đảo để mọi nhà đón mùa xuân tươi vui và hạnh phúc hơn.